Cẩm nang về các thánh nữ xinh đẹp nhất, biên soạn Vinh Kiêu, phát thanh viên Phương Henry. Ta nói không sinh con gái đời không nệ, và rằng mỹ nhân tự cổ như danh tướng, hẳn ai cũng nghĩ các thánh nữ có vẻ đẹp tâm hồn tuyệt vời nên được tuyên phong hiện thánh. Nhưng phải nhìn nhận rằng nhan sắc cũng là một nén bạc tài năng mà Thiên Chúa đã ban. Như câu ca trên xếp ngang hàng mỹ nhân với danh tướng, vậy nếu bạn sinh được cô con gái, bạn muốn bé lớn lên thành một thiếu nữ không chỉ đẹp trong tâm hồn mà còn xinh tươi ở ngoài hình nữa. Cẩm nang này xin được gợi ý cho quý bạn về các thánh nữ được xem như là tuyệt sắc giai nhân trong lịch sử Kitô giáo. Thứ nhất, thánh nữ Anne Lê Thị Thành là nữ hiện thánh duy nhất của Việt Nam và là vị thánh chúng ta nhắc đến đầu tiên. Vì con trai cả của thánh nữ tên là Đê nên ngài cũng được gọi là bà thánh Đê, và dân gian cũng nói vui rằng bà thánh là người to cao nhất trong các thánh, to như Đê và cao như Thành. Tương truyền, khi bà bị bắt và tra tấn, con gái vào thăm, thấy quần áo bà đầy máu liền òa khóc: "Mẹ ơi, sao mẹ phải chịu đau đớn đến thế? Máu ở đâu mà nhiều thế này?" Bà thánh ôn tồn vỗ vai con và nói: "Không phải máu đâu, mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại phải khóc?" Nét đẹp của thánh nữ Anne Lê Thị Thành vì thế được ví như là những đóa hồng tươi thắm. Tuy nhiên, chỉ đơn sơ là mô tả một cách ước lệ. Thế còn các thánh nữ khác? Thứ hai, thánh Agatha là một thánh nữ được xem là có nhan sắc bậc nhất trong các thánh nữ, đến nỗi khi quan sự nàng bằng cách ném vào lầu xanh, những tay ăn chơi thấy nàng đẹp chói sáng, khiếp sợ không dám đến gần. Chỉ có một kẻ liều lĩnh xông vào, ôm lấy nàng, thì đột nhiên la to, lùi lại vì bị mù mắt. Phải đến khi thánh Agatha nguyện xin Chúa thương tha thứ, thì hắn mới được khỏi mù. Thứ ba, thánh Lucia được xem là bản sao của Agatha, có đôi mắt tuyệt đẹp nhưng nàng đã móc mắt mình cho kẻ sùng bái tà thần ép hôn nàng, và rồi Chúa đã ban lại cho nàng đôi mắt đẹp gấp đôi. Chúng ta khó lòng mà tưởng tượng được đôi mắt ấy đẹp đến nhường nào. Thứ tư, thánh Maria Magdalena được xem là tuyệt sắc giai nhân, nàng đẹp đến độ các thánh tông đồ cũng phải ghen mà thưa với Chúa Giêsu: "Sao thầy lại yêu thương bà ấy hơn cả chúng tôi?" Đâu đó còn cho rằng thánh nữ là vợ của Chúa nữa cơ. Và cũng vì nhan sắc tuyệt đỉnh này, thánh Maria Magdalena một thời đã bị gán cho cái tội ngoại tình, hai người đàn bà tội lỗi, hành nghề mại dâm, thật vô cùng tai hại. Thứ năm, thánh Cecilia được xem như tài sắc kiêm toàn, không chỉ là một mỹ nhân quyến rũ, nàng còn là một nhạc công tài ba, là một nhạc sĩ xuất sắc và được xem là người khai mở cho nền thánh nhạc Kitô giáo, là một mạng các ca đoàn. Khi bị xét xử, cả quan quân lẫn lính tráng đều không nỡ kết tội nàng và suýt xoa rằng: "Nàng trẻ đẹp làm vậy, chết uổng làm chi?" Nhưng rồi, trước lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ của Cecilia, nhiều người đã hoan cải và trở về với đạo Công giáo. Thứ sáu, thánh Martha, xinh đẹp đảm đang vô song. Bà được miêu tả là một tiểu thư giàu sang đài cắc, nhưng rất quán xuyến công việc nhà với tài nấu ăn và nữ công gia chánh tuyệt đỉnh, cũng như là luôn nhiệt tình và hết lòng yêu mến Chúa Giêsu. Vậy chúng ta còn đòi hỏi gì ở một phụ nữ như thế? Thứ bảy, thánh Catarina Ai Cập, hay còn gọi là Catarina thành Alexandria. Nét đẹp của nàng khiến cho bạo quân chuyên mách hại người Công giáo như Maxentio cũng phải ngưỡng mộ mà không muốn xuống tay giết nàng, còn muốn trao cho nàng vương miện hoàng hậu, dù Catarina vừa đánh bại 50 triết gia ngoại giáo của ông trong một cuộc tranh luận.
Khi Katarina không đồng ý, Maxentio cũng không giết Katarina mà chỉ bắt giam. Nhưng tại mọi nơi giam giữ, Katarina lại giảng dạy và thành lập cộng đoàn ở đó, làm đạo Chúa lan rộng khắp Alexandria, khởi nguồn từ các nhà tù, nhưng Maxentio vẫn bỏ qua. Cho đến khi cả hoàng hậu và cận thần cũng theo đạo, thì Maxentio mới hạ lệnh giết Katarina để trừ hậu họa. Thứ 8, Thánh Teresa Avila. Thánh nữ nổi danh xinh đẹp, năm 14 tuổi, Teresa Avila ham thích đọc quá nhiều truyện tiểu thuyết và các truyện lãng mạn ngốc nghếch và bắt đầu để ý nhiều về cách trang điểm để làm đẹp, trở thành một mỹ nhân có nhiều biệt tài nhưng cũng đầy bí ẩn và nhiều đam mê. Chính vì thế, khi bà gia nhập dòng Cát Minh vào năm 1536, cha bà kịch liệt phản đối vì ông tin tưởng bà sẽ nhận được lời cầu hôn của một chàng quý tộc hàng đầu nào đó và gia đình sẽ được vinh hiển. Tuy nhiên, có lẽ với chức vị tiến sĩ hội thánh, Teresa Avila đã làm gia đình bà còn nhiều vinh hiển hơn những gì ông bố có thể tưởng tượng ra được. Thứ 9, Thánh Rosa Lima. Được nhắc đến với nhan sắc khó tin, nàng đẹp đến độ những đóa hồng còn phải nhường vị trí. Và dù tên khai sinh là Isabel, nàng vẫn được cả thủ đô Lima của Peru gọi là Rosa, hay còn gọi là đóa hồng, với đến 4 điện tích lý giải cái tên này. Điển hình là tích truyện thứ 4. Khi Isabel lần đầu xuất hiện nơi thánh đường, cả nhà thờ ố lên tưởng thiên thần xuất hiện. Và người ta thốt lên: cô ấy đẹp như một đóa rosa. Tuy nhiên, khi có người hỏi đùa ngài về 4 tích truyện lý giải tên ngài là Rosa, xem tích nào là đúng, thánh nữ chỉ cười cười. Cả 4 tích ấy đều chỉ ra rằng con chỉ là một đóa hoa nhỏ trong chuỗi Rosary, hay còn gọi là chuỗi mân côi mà thôi. Và như vậy đã là quá đủ. Thứ 10, Thánh Rita, người có nhan sắc lạ thường. Nàng được mô tả là nhờ lối sống thanh đạm, nhờ lao động chân tay mà Rita càng ngày càng thấy khỏe mạnh, tầm vóc cân đối, cũng duyên dáng hơn các cô lười biếng, muốn ăn mà không muốn làm. Hơn thế nữa, nàng còn tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, đến độ những đàn ong thường vây quanh nhưng chỉ đùa vui lượn vòng chứ không cắn nàng. Khi Rita mất, hàng trăm năm sau, mùi hương nơi thân xác thánh nữ vẫn là một bí ẩn mà khoa học không thể trả lời. Và cho đến nay, những đàn ong vẫn đến làm tổ ở nơi lưu giữ thánh tích. Thứ 11, Rất Thánh Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Thánh nữ cuối cùng được nhắc đến cũng là thánh nữ đẹp nhất trên đời. Mẹ thường được ví như Huệ Non Núi Sion, hay là để che giấu bớt dung nhan của mình, Maria đeo mạng che mặt, nhưng đôi mắt long lanh như biển hồ Galilea của cô không khỏi làm sửng sốt người đối diện mỗi khi chuyện trò. Khó có thể miêu tả nhan sắc Đức Mẹ, chỉ biết rằng mọi dân, mọi nước đều vẽ hình Đức Mẹ theo kiểu phụ nữ truyền thống của nước mình một cách đẹp nhất. Còn theo bạn, ai là thánh nữ đẹp nhất? Đó chẳng phải là mẹ của ta, dù bà nghiêm khắc như Đức Mẹ, Thánh Rita hay bà Thánh Đê. Đó chẳng phải là vợ ta, dù cô ấy dữ như sư tử, cương liệt như Thánh Agatha, Thánh Lucia và Thánh Cecilia. Đó chẳng phải là chị gái, em gái ta, những người thường cãi nhau không hồi kết với vợ ta như Thánh Katarina, Thánh Alexandria hay Thánh Martha. Đó chẳng phải là con gái ta, vừa ương bướng lại hay khóc nhè như Thánh Rosalima, Thánh Teresa Avila và Thánh Maria Magdalena đó sao? Vâng, chính xác, người trước mặt là người yêu thương ta nhất, cũng là người đẹp nhất. Như cổ nhân đã dạy, cấm có sai. Mến chúc quý bạn chọn được tên thánh phù hợp cho con gái yêu của mình. Và nhớ đón xem Cẩm Nang Đức Tin cho trẻ nghé, trẻ trâu nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.